Như vậy thầy sẽ tạo ra cho các bạn một cái class là sinh viên DAO. Đây, làm quen với lại cái này. Sinh viên DAO. Database Access Object. Tức là cho phép mình thao tác dữ liệu trên cái đối tượng này. DAO. Được chưa? Mình làm quen. Bởi vì qua đến những cái môn sau thì mình sẽ gặp lại cái chữ này. Mình làm quen dần. Ở trong cái class này thầy sẽ có một cái array. Array có kiểu dữ liệu là sinh viên. Kiểu dữ liệu là sinh viên. Chỗ này thầy để là danh sách sinh viên bằng new array list chấm phẩy sinh viên. Được chưa? Đây là một cái lớp. Thì cái danh sách sinh viên này mình gọi đây là gì? Thuộc tính của cái lớp này. Danh sách sinh viên này nó là một biến đúng không? Nhưng mà trong lớp thì chúng ta gọi là thuộc tính. Và bây giờ mình sẽ viết một cái hàm nhập danh sách sinh viên. Public void nhập. Trong này mình sẽ viết gì? Mình sẽ do nhập cho đến khi nào kết thúc thì kết thúc. While cái gì? Mình muốn while cái gì? Ví dụ như trả chỗ này mình sẽ có một cái biến là string trả lời. Trả lời mình cho bằng null. Rồi đến khi nào mà trả lời này chấm equal là so sánh với. Trong cái hàm so sánh này nó sẽ có hai cái phương thức các bạn. Phương thức thứ nhất là so sánh tuyệt đối. Chữ K thường và chữ K hoa là khác nhau. Nếu như bạn equal đây mà bạn trả lời bạn so sánh với chữ K này. Trong trường hợp bạn nhập vô cái trả lời này là K thường thì là giống nhau. Còn nếu bạn nhập vô cái biến trả lời này là K hoa thì không phải thằng này. Phân biệt K thường và K hoa. Rồi ví dụ chỗ này. Mình sẽ X out bạn có tiếp tục không? Bạn có tiếp tục không? Thì mình sẽ trả lời là gì? Có không? Chấm hỏi. Và chỗ này thường là mình sẽ không xuống dòng đúng không? Và đối với hàm nhập thì mình sẽ sử dụng cái scanner bằng new scanner time.in. Cái này rất là quen thuộc đúng không nào? Rồi chỗ này chúng ta sẽ có là trả lời sẽ bằng scan chấm gì nào? Net line nhập vào tiếp tục hay không? Được không? Mình chưa nhập gì hết ha. Mình chỉ làm lại cái vòng lặp là hỏi tiếp tục không thôi. Để mình kiểm tra thử khi nào nó thoát. Được không nào? Rồi, bây giờ bên này mình lấy là sinh viên DAO. Mình chưa làm gì hết. Bây giờ qua thằng main nè. Qua thằng main. Mình demo xong hết mấy này rồi bỏ đi. Tạo cho thầy sinh viên DAO. SV DAO bằng new sinh viên DAO.
chấm phẩy SV down chấm nhập. Không phải sinh viên nhập nha. Không phải là sinh viên chấm nhập nha. Cái này là một cái lớp khác để thao tác dữ liệu. Run. Tại vì mình hỏi tiếp tục không nè. Nếu mà mình ghi là có, theo các bạn nó quay lại, nó hỏi tiếp hay là nó thoát luôn? Chú ý cái vòng lặp giúp thầy. Vòng lặp quay, vòng lặp của mình là do while. Khi nào thì quay lại? True hay false? True là quay lại. Mà hồi nãy mình nhập vô đây chữ gì? Chữ C. C so sánh với K, true hay false? C so sánh với K chắc chắn là false rồi. Thì nó thoát. Vậy khi nào mình quay lại? Mình làm sao mình muốn quay lại đây? À, chỉ trừ khi nhập chữ K thì thoát. Nếu chỗ này mình nhập chữ K, chuyện gì xảy ra? K so sánh với K là gì? True. Mà phủ định của true là false. False thì nó thoát. Sao lại lắc đầu? Cái vòng lặp do while khi nào thì thoát? Sai, nó thoát chứ. Do while mà. Kể cả while luôn. Đúng thì nó quay lại mà sai nó thoát. Được chưa? Rồi. Nếu như mình nhập vô chữ K là mình muốn nó thoát hay là nó quay lại? Nếu như khi mà hỏi có tiếp tục không mà bạn nhập chữ K là bạn muốn thoát hay quay lại? Nhập chữ K mà hỏi tiếp tục không, nhấn chữ K. Ok, rồi mình lập luận nè. Khi mình nhấn chữ K là mình muốn thoát, đúng không? Phải nhập chữ K là muốn thoát không? Rồi. Mà K so sánh với K thì nó ra kết quả là true hay false? True. Được chưa? Nghe. Vòng lặp while đúng hay sai thì thoát? Sai thì thoát. Vòng lặp while, do while cũng vậy, sai thì thoát. Mà nếu như bạn nhập vô chữ K mà bạn lấy K bạn so sánh với K thì nó ra là true. Vậy chắc chắn là nó không thể thoát được. À, chỗ này thêm một cái lập luận nữa. Do while. Cái này là nó bị lấn cấn ngay từ C rồi. Do why thoát khi nào? Khi false. Hai cái trường hợp này nó bị tréo chưa? Mình nhập K là mình mong muốn thoát. Nhưng nếu mình lấy K mà so sánh với K thì ra true. Nó đâu có thoát được. Vậy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì? Phủ định của cái này. Mà phủ định của true ra gì? Phủ định của true thì ra false. Đây là false. Đây là false. Đúng ý chưa? Vậy thì cuối cùng để nhập K mà vòng lặp while này nó thoát được thì bạn phải có dấu phủ định phía trước. Chưa từng được ai dạy kiểu vậy đúng không? Cái này nó rắc rối đó. À, được chưa? Cho nên
Khi mà bạn lấy là trả lời equal với lại chữ K thì sẽ ra kết quả là true. Nhưng mà true thì nó không thoát. Mà mình muốn thoát cơ thì phủ định true đi. Rồi, chỗ này nếu không biết, nếu không hiểu, riêng cái vòng lặp while này copy giúp thầy. Tạm thời đừng hiểu. Ủa nếu ai không hiểu thôi, tạm thời như vậy đi, để mình vượt qua cái này. Chứ mình cảm giác cực kỳ khó khăn, rồi mình cứ lòng vòng chỗ này thì nó lại không giải quyết được bài khác. Bài này dành cho những bạn nào hiểu, thì lúc mà thầy hỏi nói ok em trả lời được thì trả lời. Còn chỗ này em không hiểu, em làm theo thầy thì nói là em làm theo thầy, và thầy chấp nhận kết quả đó. Được không? Với lòng quạp vai, bạn muốn nhập cho đến khi nào mỏi tay thì dừng, thì bạn làm vậy giúp thầy. Trả lời bằng nôn vô, hỏi có tiếp tục nữa không, và phủ định trả lời equal với lại K thì nó sẽ thoát. Rồi trước đó mình sẽ viết code chỗ đây. Đây, viết code tại đây. Đó, code của bạn chỗ đó. Còn code này là code của thầy, copy vô cho nó chạy. Hết. Được không? Vậy đi. Bây giờ khó quá, chỗ này là mình đang mong muốn là nhập cho đến khi nào mỏi tay thì nghỉ, mà mình không biết cách viết thì thôi học lóm đi. Đến khi nào mà mình cảm giác là thuận tay, thuận mắt, là cái đầu mình tự nó sáng ra. Được không? Và hôm sau thầy chấm bài thì thầy hỏi cái này hiểu thì nó hiểu, mà không hiểu nó không hiểu nha. Để cho điểm nó khác tí. Được chưa? Ok. Rồi. Bây giờ mình chạy lại nè. Main. Tiếp tục không? K. Là không, không tiếp tục đúng không? Thoạt. Đúng rồi. Tiếp tục không? Có. Quay lại. Có quay lại chưa? Có. Không. Thoạt. Kịp không? Chạy lại lần nữa. Nhập chữ K hoa coi. Thì các bạn nó quay lại hay nó thoát? Hả? Ai thoát giơ tay? Mạnh dạn lên. Có một bạn mạnh dạn, ok. Hai bạn mạnh dạn. Ba. Ai quay lại giơ tay? Rất rất nhiều. Em. Theo em tại sao nó quay lại? Ừ, rồi ok. Số mấy? Ok, đấy, 11 cộng điểm thôi, đơn giản. Rồi. Ca hoa không thoát. Lý do. Lý do tại sao mà ca hoa không thoát? Đây, hồi nãy thầy nói rồi. Nó so sánh này là so sánh tuyệt đối. Còn nếu bạn muốn tương đối, nó viết hoa lên, thường hoa gì nó cũng đúng hết. Thì lúc này bạn nhập thường nó cũng thoát, bạn nhập hoa nó cũng thoát. Ca thường thoát, ca hoa thoát. Chú ý chỗ này nhé, chú ý cái phương thức so sánh này nè. Equal à, có dùng cái viết hoa không? Nếu có thì thường hoa gì nó cũng giống nhau. Còn nếu không thì thường và hoa là khác nhau. Chấp nhận luôn nha. Ai hiểu thì trả lời, không hiểu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhập sinh viên nè. Quay lại cái bài hôm trước, mình muốn nhập sinh viên mình làm gì ta? Muốn nhập sinh viên thì mình sẽ có sinh viên. Đúng không? Mình sẽ có sinh viên SV bằng new
sinh viên. Cái này mình viết rồi. Rồi mình làm gì? SV chấm nhập, đúng không? SV chấm nhập. Và sau đó cái danh sách sinh viên của mình chấm gì nào? Add sinh viên. Mình viết xong cái hàm nhập rồi đó. Xong hàm nhập rồi. Là do gì? Do cái thằng sinh viên này mình gọi nhập trước đây rồi. Cho nên bây giờ mình chỉ sử dụng lại rồi add vô sinh viên thôi. Như vậy mình đã nhập danh sách sinh viên. Bây giờ các bạn sẽ làm hàm xuất danh sách sinh viên. Cái này là add nhập. Bây giờ mình sẽ xuất ha. Public void xuất. Xuất danh sách sinh viên. Danh sách có chưa? Danh sách đây nè. Danh sách có rồi. Bây giờ xuất for gì? For sinh viên. SV 2 chấm danh sách sinh viên. Rồi mình lấy sinh viên chấm xuất. Xuất xong rồi. Phương thức của mình là xong rồi. Rồi bây giờ qua cái thằng main nè. Nhập rồi nè. Bây giờ sinh viên đào chấm xuất. Chạy chương trình. Mã sinh viên A. Họ tên sinh viên AA. Năm sinh 22 cho nó nhanh. Điểm 7. Bạn tiếp tục không? Tiếp tục không? Enter. Enter là tương đương với lại rỗng, mà rỗng so sánh với K là sai. Phủ định của sai là đúng, cho nên nó quay lại. Được chưa? Enter là rỗng, rỗng so sánh với K là sai, mà phủ định của sai là đúng. Đúng, nó quay lại. Không cần nhập gì hết, nó cũng quay lại luôn. Ok. Rồi, tiếp tục. Mã số sinh viên B. Họ tên BB. Năm sinh 2222. Điểm cái này là điểm 9. Tiếp tục không? Enter. Mã số sinh viên C. Tên CC. Năm sinh 2221. Điểm 4. Enter. Tiếp tục không? Không. Rồi. Sinh viên A, 198 tuổi, 7 điểm. Sinh viên B, được chưa? Như vậy mình đã nhập xuất được danh sách sinh viên chưa? Bài này của mình là gì? Nhập danh sách sinh viên, xuất danh sách sinh viên, xuất danh sách sinh viên theo khoảng điểm. Được không? Hồi nãy là mình xuất gì? Tất cả sinh viên. Bây giờ mình xuất danh sách sinh viên thêm một khoảng nào đó thôi. Min, max. Được không? Rồi bây giờ mình sẽ viết tiếp một cái phương thức mà không phải xuất vậy nữa, mà xuất theo khoảng điểm. Thì chỗ này chúng ta lại viết theo kiểu gì các bạn? Theo kiểu gì? Với xuất. Nếu mình viết vậy thì nó làm sao? Nó bị vậy. À, nó bị trùng tên, tức là trùng phương thức, nó sẽ báo lỗi. Còn mình muốn viết gì đây? Nạp chồng. Vậy thì mình sẽ có điểm min và điểm max. Điểm của mình kiểu gì ta?
điểm kiểu mình, điểm của mình kiểu double. Đây, điểm của mình kiểu double. Thì ở bên này chúng ta sẽ có điểm min phẩy điểm max, tức là mình sẽ xuất trong cái khoảng này. Được không? Xuất trong khoảng này. Và lúc mà các bạn xuất thì mình cũng tương tự, mình for sinh viên SV 2 chấm danh sách sinh viên. Nhưng mình không xuất ngay mà mình làm gì? Mình không xuất ngay mà mình làm gì các bạn? Nếu sinh viên chấm điểm làm sao? Lớn hơn bằng điểm min. Nếu lớn hơn bằng điểm min. Và gì? Và sinh viên chấm điểm nhỏ hơn bằng điểm max thì mới xuất. Thì mới xuất. Sinh viên chấm xuất. Hình như bữa hôm trước mình viết hai hàm xuất đúng không? Xuất. À, mình viết cái hàm xuất này nó hơi xấu đúng không? Mình sẽ viết cái hàm xuất mà nó hàng ngang đi. Xuất hàng ngang cho nó dễ. Dễ nhìn. Như vậy mình muốn xuất hàng ngang thì chỗ này bạn sẽ insert code toString mã số sinh viên, tên, năm sinh, điểm. Ok. Sau đó chúng ta sẽ có gì? Xuất 2 SOUT toString. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái phương thức xuất 2 là nó xuất hàng ngang cho mình. Xuất hàng ngang cho mình cho nó nhanh. Sinh viên đao, chỗ này chúng ta chọn xuất 2 đi. Đây, xuất điểm theo khoảng. Xuất điểm theo khoảng ha. Xuất rồi nhập chạy ha. Mã số sinh viên A, tên A, năm sinh 1 2 3 4. Điểm bây giờ mình sẽ cho khoảng điểm 9 đi. Tiếp tục không sinh viên B, tên là B, năm sinh 1 2 3 4. Điểm 2 sinh viên C, C, năm sinh 1 2 3 4. Điểm chúng ta là điểm 6. Tiếp tục không sinh viên D, D, năm sinh. Điểm chúng ta là điểm 7. À, hồi nãy mình quên xuất xuất trong khoảng rồi. Mình chọn xuất thành ra là nó xuất luôn rồi. Sorry. Mình chọn xuất là nó xuất nguyên danh sách rồi. Chỗ này mình sẽ xuất từ 3.0 cho đến 8.0 đi ha. Mình chỉ xuất danh sách những sinh viên từ 3.0 đến 8.0 thôi. Hoặc là 7.0 thôi, mình không xuất hết. Rồi, chạy lại. Sinh viên A, A, 1, 2, 3, 4. Điểm của chúng ta là điểm 2, là không xuất sinh viên A nè. Sinh viên B,
1, 2, 3, 4, điểm 6 nè. 6 có xuất không? Xuất từ 3 đến 7. Sinh viên C. Tên C. Điểm 7. À, điểm 7 chứ. Có không? Sinh viên D. D. Năm sinh. Điểm 9. Ok, không. Và nó xuất cho chúng ta điểm 6, điểm 7. Còn lại các điểm khác nó không xuất. Đúng ý mình chưa? Đúng chưa các bạn? Đúng ha. Như vậy chúng ta đã xuất được sinh viên có điểm 6 và có điểm 7. Đó là xuất từ khoảng min đến max bao nhiêu. Và chúng ta đã làm xong này. Tìm sinh viên theo họ tên. Vậy thì mình gán vô cái họ tên cái mình tìm xem thì có sinh viên đó không. Được chưa? Nếu tìm thấy thì sao? Nếu tìm thấy thì trả ra là 2. Được chưa? Nếu không tìm thấy thì trả ra là 4. Ok. Có một phụ huynh đi đến cửa gọi một bạn ra. Hỏi con tìm xem có bé Hằng nó học đây không? Đây. Vô lớp tìm dòng ra báo cho cô là gì? Không có đúng không? Ok. Dễ rồi, không có là dễ rồi. Rồi tìm bé Hoa. Giả sử bé Hoa có học. Lúc đầu đi tìm. Tìm xong cái báo. Có. Chạy ra báo với cô. Dạ thưa cô, Hoa có đi học. Con vô con kêu Hoa ra giùm cô một cái. Giờ vô đâu biết Hoa ngồi đâu đâu. Hồi nãy chỉ hỏi là Hoa có hay không thôi mà. Mình đâu biết ngồi đâu. Rồi cuối cùng mình muốn vô mà mình kêu Hoa ra thì mình phải làm gì nữa? Phải lại đi tìm. Mà trong khi tìm rồi. Được không? Hiểu được ý không? Như vậy thì khi các bạn tìm, thay vì các bạn trả ra là có hay không, thì các bạn sẽ trả ra cái gì? Hello. Thay vì mình trả ra có hay không thì mình trả ra cái gì nào? Vị trí là tốt nhất. Nếu như có vị trí tức là có mặt. Còn nếu vị trí bằng bằng không có mặt thì mình sẽ gán vị trí bằng mấy? Không có mặt. Chính xác. Nói mạnh lên mới cộng điểm được. Nói nhỏ quá không cộng điểm. Số mấy? Hả? 11. Ừ, 20 chứ không là để cộng điểm cho cái đứa 11 nó ngồi ở dưới. Rồi hôm sau nói lớn rồi nha. Ok. Như vậy thì chúng ta tìm. Tìm, các bạn nhớ, đừng có trả kiểu pull lên, mà trả kiểu kiểu gì? Kiểu in vị trí. Hai, ok. Mình sẽ viết hàm tìm nha. Viết ở đâu? Men, sinh viên hay là đao? Viết bên trao nha. Viết bên đao. Bây giờ mình sẽ viết hàm tìm ở bên này. Public. Và trả ra kiểu in mới nói xong. Tìm, tìm theo gì? Người ta mới hỏi tìm, tìm theo gì? Tìm theo họ tên. String. Họ tên. Đấy, thấy mình viết hàm không? Nhu cầu của mình là gì? Thì mình viết cái đó. Tên hàm. Tìm. Tên hàm tìm. Tìm theo gì? Tìm theo họ tên. Trả ra gì?
trả ra vị trí kiểu in. Bây giờ tìm. Ủa lúc thầy dạy mà các bạn trao đổi gì vậy ta? Trao đổi gì? Dưới. Ở dưới. Hỏi gì? Hỏi gì em? Hỏi bài nào? Hả? Hỏi bài nào? Hỏi bài này hay là hỏi bài nào? Ê, tí nữa rồi đuổi lớp 5 nữa hả? Lớp 4 đuổi sau là lớp 5 đuổi tiếp hả? Thầy đang giảng thì theo dõi đi. Chứ còn không biết cái này rồi qua lớp 5 là đuổi tiếp. Mà qua lớp 5 là nhờ nó giảng cái qua lớp 6 đuổi tiếp. Ừ, không được. Tập trung đi. String. À đâu? Bậy nè, phải không? Thầy la một cái là thầy bậy liền. Sinh viên. SV 2 chấm danh sách sinh viên. Làm gì nữa? Tìm theo tên đúng không? Nếu như sinh viên chấm gì? Họ tên. Cái này là bậy rồi nè. Khi mà các bạn viết một cái class thì các thuộc tính của class đó không nên cho mọi người nhìn. Chú ý cái này giúp thầy. Cái này là tính bảo mật cao và nó sẽ giúp cho các bạn an toàn. Bởi vì sau này các bạn viết một cái class, viết một cái package để các bạn bán ra bên ngoài, thương mại hóa cái đó, mà cái gì các bạn cũng cho người ta xem hết, thì cuối cùng người ta lấy luôn sản phẩm các bạn luôn. Được chưa? Cái này là đặc tả truy xuất. Nhớ không nào? Vậy bây giờ mình giấu thằng này đi. Tại vì hôm trước chưa đụng đến cho nên thầy không nói. Hôm nay đụng à. Bây giờ mình giấu đi nè. Thằng sinh viên. Ở đây mình không khai gì có nghĩa là gì ta? Không có public, không có private. Thì nó là? À, default. Trong cùng package thì nó là public. Quá nhiều khái niệm đúng không? Thầy cứ nhắc đi nhắc lại giống như mưa vậy đó. Thấm mùa nào thấm. Còn không thấm thôi. Chứ giờ biết sao giờ. Private ha. À, thầy thấy có nhiều bạn rất là vắt đầu vắt tóc lên. Nhưng mà cái gì không nhớ được thì thôi bỏ đi. Chứ còn bảo là cái gì em cũng nhớ hết là em giỏi giống thầy. Mất công lắm. Được chưa? Private. Rồi bây giờ qua đây. Sinh viên chấm. Thấy nó biến mất chưa? Tất cả các thuộc tính biến mất. Bởi vì mình đặt cái đặc tả là private. Thì chỉ có cái lớp sinh viên mới thao tác được. Còn các lớp khác không thấy. Vậy bây giờ làm sao? Khi mà mình đã đặt cho nó là private thì mình phải làm gì? Mình sẽ viết thêm cái này giúp cho thầy. Insert code, getter setter, get điểm set điểm, get tên set tên, get mã số, get năm sinh. Get là gì? Get là gì? Lấy ra. Set là gì? À, thiết lập, thiết đặt, đưa vào. Đây, sinh viên chấm get họ tên. Thấy nó trả ra kiểu string chưa? Và mình muốn so sánh chuỗi, mình dùng phương thức gì? Mới dùng hồi nãy có không? Equal. Và mình nên sử dụng là viết tên, viết hoa luôn. Để người ta gõ chữ bình cũng được, viết chữ bình, viết hoa cũng được. Để cho nó giống nhau, dễ tìm. Được không? Như vậy thì mình sẽ viết. Nãy nó hết pin lúc nào mà không biết luôn. Cái bài này rất là nhiều kiến thức. Cho nên là các bạn
cố gắng. Rồi, mình sẽ equal Aaron K với gì? Với họ tên. Nếu như đúng như vậy thì làm gì? Thì return. Đây, vấn đề chỗ này. Khi mà các bạn for như vậy, các bạn đâu có biết index đâu mà return. Tại vì nãy giờ mình quen cái for it rồi. Vậy giờ làm sao? Giờ làm sao? Đổi gì? Được chưa? Thấy mình viết kiểu này là không ổn rồi. Mình sửa gì đây? Sửa gì? Thứ nhất là vòng for mình phải sửa nè. Hồi nãy mình xuất, mình for it là ok. Nhưng mà bây giờ mình xuất, mình lấy cái index của nó. Nếu như tìm thấy thì mình sẽ trả về vị trí thứ mấy. Mà chỗ này có vị trí không? Không có vị trí. Mình muốn có vị trí thì mình sẽ làm gì? In y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn danh sách sinh viên chấm sai chấm phẩy y cộng cộng. Rồi, chỗ này thì mình không dùng sinh viên nữa mà mình dùng danh sách sinh viên chấm get. Get y, get họ tên. Đấy, thì chỗ này mình sẽ return y. Nếu như tìm thấy thì return y. Còn nếu không tìm thấy thì sao? Return gì? Trừ 1, không tìm thấy. Ha. Nếu tìm thấy thì return 0, còn không tìm thấy thì return trừ 1. Rỗng, rỗng là cái này là in mà sao rỗng được? Không. Còn nếu chỗ này bạn đưa cái trừ 1 ra ngoài luôn cũng được. Bỏ cái chỗ L này đi. Đúng rồi, đưa ra ngoài for luôn để cho nó khỏi có bị lỗi. Tại vì lỗi này là nó kêu là cuối cùng nó không biết là return cái gì. Return trừ 1. Nếu như tìm thấy thì nó return trên này. Mà nó chạy hết vòng for mà nó cũng không thấy. Thì nó return trừ 1. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng điểm. À, do cái thằng điểm này mình biến mất cho nên là điểm bây giờ bắt đầu nó lỗi nè. Thì chỗ này mình làm gì? Get. Get điểm. Get điểm. Tại vì điểm hồi nãy là mình sử dụng trực tiếp. Còn bây giờ điểm mình đã biến nó thành private rồi. Cho nên mình không dùng được. Rồi chỗ này chúng ta sẽ tìm theo tên. Sout, tên cần tìm. Tên cần tìm. Mà muốn có tên cần tìm thì phải làm gì? String. Tên cần tìm. Và muốn nhập được tên thì phải scanner. SC bằng new scanner. Chấm in. Cái này là quá quen thuộc ha. Tên cần tìm. Tên sẽ bằng scan chấm net line. Tên cần tìm. Mình có tên chưa? Có tên rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử là cái danh sách sinh viên cái sinh viên đao nhé. Sinh viên đao chấm tìm theo tên. Và cái tìm theo tên này thì nó trả ra cái gì ta? Trả ra kiểu in vị trí bằng tìm theo tên.
Thì hồi nãy mình viết là trả ra vị trí. Vậy xuống này mình làm gì? Nếu vị trí bằng trừ 1 thì mình sẽ thông báo gì? Không tìm thấy sinh viên có tên. Tên gì? Có tên. Có tên này. Còn không? Còn không? Mình sẽ làm gì? Còn không thì mình sẽ có xuất cái danh sách sinh viên thứ thứ y đó ra. À, còn không thì mình xuất cái danh sách sinh viên thứ y đó ra. Như vậy thì mình có sinh viên đao chấm. Bây giờ mình xuất sinh viên thứ y không có. Chưa có cách nào xuất hết. Xuất này là xuất gì? Xuất nguyên danh sách. Còn xuất này là xuất gì? Xuất từ điểm min đến điểm max. Còn xuất một sinh viên thôi. Có chưa? Chưa viết. Vậy làm sao? Thì chưa viết giờ viết. Chưa viết giờ viết. Đúng không? Hoặc là mình có thể chỗ này sinh viên, mình có cái danh sách sinh viên chấm get tại vị trí. Nhưng mà chỗ này là bậy nè. Danh sách sinh viên đúng ra mình phải khai báo nó là private. À, bây giờ mình cứ thử trước đi. Chỗ này nhập hoài ngán quá. Bây giờ gán đi. Gán sinh viên đi ha. Nhập hoài mệt quá. Mình qua bên này mình gán cái danh sách sinh viên trước đi. Mình gán sẵn một cái danh sách sinh viên cho nó nhanh. Được không? Mình khởi tạo cái danh sách sinh viên đi ha. Khởi tạo cho nó nhanh chứ giờ nhập mệt quá. Mình sẽ cho sinh viên down. Rồi mình vô đây mình cho 3 sinh viên đi. Sinh viên SV bằng new sinh viên. New sinh viên. Mình sẽ có mã số sinh viên PS19201. Họ tên An. Năm sinh 2001. Điểm 6.4 chấm phẩy. Alo, mình có được một sinh viên. Danh sách sinh viên chấm add sinh viên. Rồi tương tự như vậy, mình sẽ có sinh viên thứ hai, sinh viên thứ ba, sinh viên thứ tư, sinh viên thứ năm. Rồi sinh viên thứ hai mình đổi lại mã là 2. Tên là Thu. Sinh năm 2. Điểm là 3. Sinh viên tiếp theo mã số là 3. Tên là Quý. Sinh năm. Điểm là 9. Sinh viên thứ 4. Đó, tên là Bảo. Sinh năm 22. Điểm là 5. Rồi. Được chưa? 1 2. À, chỗ này là sinh viên An. Rồi chỗ này là BX00 đi. Chỗ này là Dũng. Sinh năm. Điểm 1. Ok. Như vậy mình đã có 5 sinh viên đúng không nào? Bây giờ bên này chúng ta sẽ xuất danh sách từ 3 đến 7. Nhập tên cần tìm. Xuất ra. Tìm thấy hay không tìm thấy. Đây.
danh sách sinh viên từ 3 đến 7, những sinh viên khác không tìm thấy, không không nằm trong khoảng. Bây giờ sinh viên cần tìm bạn Thu, bạn Bảo, bạn gì nữa? Bạn Quý. Quý là sinh viên 9.4. Rồi mình nhập vô đây Quý. Quý. Tên cần tìm. Nó không báo gì hết vậy. Tên cần tìm. Tìm theo tên. Quý. Vị trí. SL. Vị trí. Cộng vị trí. Sao nó không tìm thấy? Sinh viên An. Vị trí 0. À, chấm xuất chứ. Chấm xuất, sinh viên chấm xuất. Tự nhiên chấm không nó không ra đúng rồi. Hèn chi. Sinh viên An. Ok. Mã số sinh viên. Đúng rồi. Sinh viên Quý. Đây, sinh viên Quý vị trí 3. Ok. Như vậy thì chúng ta đã tìm xong. Biết được sinh viên đó ở đâu. Tìm và sửa. Tìm và sửa thông tin. Như vậy thì tìm và sửa theo tên. Tìm tên cũ, sửa tên mới. Ý là vậy đúng không? Tìm và sửa theo tên. Tìm cũng theo tên, mà sửa cũng theo tên luôn. Như vậy cái hàm của mình nó sẽ có hai tham số vào. Tên cũ, tên mới. Ok. Như vậy ở bên đây mình sẽ viết một cái hàm tìm sửa public in luôn đi ha. Tìm sửa mở ngoặc string tên cũ là tên cần tìm string tên mới là tên để cần phải sửa. Như vậy tương tự ở đây chúng ta sẽ tận dụng lại cái hàm ở trên. Nếu int vị trí bằng tìm, tức là mình dùng lại cái hàm ở trên á, bằng tìm theo họ tên cũ. Nếu 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 tìm vị trí cũ, nếu như vị trí mà khác trừ 1, tức là tìm thấy đúng không, thì mình làm gì? Đổi cái tên thôi. Còn năm sinh, còn điểm, còn mấy cái kia mình đừng đổi. Đổi mỗi cái tên thôi. Như vậy thì mình phải lấy ra được cái sinh viên này. Danh sách sinh viên chấm. Chấm gì? Mình sẽ lấy cái sinh viên. Lấy cái sinh viên đó ra. SV bằng danh sách sinh viên
bằng cái danh sách sinh viên ở trên này là gì? SV sinh viên, đúng rồi. Danh sách sinh viên. Chấm. Ủa sao nó không rõ? Danh sách sinh viên. Danh sách sinh viên chấm get in tại vị trí. Cái này là sinh viên mà. Chấm set họ tên bằng họ tên mới. Nếu như tìm thấy, nếu như tìm thấy, ok, sau đó return vị trí. Rồi, như vậy thì cái đoạn code này mình đang viết cái gì? Tìm và sửa, tìm theo tên cũ là mình tận dụng lại cái hàm mình viết hồi nãy. For, tìm, nếu tìm thấy thì return về y, còn không thì return trừ 1. Sau khi nó tìm theo cái tên cũ xong, nó trả ra cho mình cái vị trí. Nếu nó tìm thấy thì có phải là cái giá trị trả về khác trừ 1 không? Khác trừ 1 nếu tìm thấy. Thì mình lấy cái sinh viên đó ra, mình set lại cái họ tên với cái tên mới. Hết việc. Hết việc ha. Bây giờ mình sẽ sinh viên đao chấm tìm sửa. Mình tìm tên cũ là quý là có nè. Mình sửa lại tên mới là gì? Phú quý. Phú hào. Phú hào. Rồi sau đó mình xuất lại. Chấm. Xuất. Rồi thử coi ha. Đó là tìm xong cái xuất. Chỗ này khỏi cần cái này. Mình chỉ cần tìm và xuất thôi. Tìm và xuất. Có danh sách sinh viên. Xong tìm tên quý có không? Chỗ này mình xuất trước đi. SV down chấm xuất S out. Rồi đây mình xuất dậy nó khó nhìn quá đúng không? Chấm xuất 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 xuất. Đây, sinh viên An Dũng Thu Quý. Có quý không? Có. Ở dưới này có quý không? Nó đã biến thành gì rồi? Phú hào. Tìm và sửa. Bây giờ chỗ này mình đổi lại, mình không tìm quý nữa, mà mình tìm Loan. Loan. Có Loan không? Không Loan. Không có Loan nào hết. Không đổi. Không tìm, không đổi. Nếu muốn thì bạn sẽ thông báo ở bên này. Nếu như không có chỗ tìm sửa này nè. Nếu tìm sửa mà không có thì chúng ta sẽ thông báo. Không tìm thấy sinh viên có tên cộng với tên cũ. Thông báo cho người ta một cái.
không tìm thấy sinh viên có tên Loan. Được không? Tìm và sửa. Xóa theo họ tên. Xóa theo họ tên. Cái bài này mà thầy làm xong là gần tương đương với lại cái assignment giai đoạn 2 luôn rồi đó. Giai đoạn 2 nó chỉ có thêm là gì? Sắp xếp. Còn này tìm kiếm và sửa, tìm kiếm để xóa là nó tương đương với giai đoạn 2 luôn á. Nè, người ta biểu là demo quản lý sinh viên nè. Nó tương đương luôn rồi đó nha. Cho nên là coi kỹ cái bài này là làm giai đoạn 2 là xong luôn á. 8 á. Ok luôn, xe full code không che luôn. Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta tìm xóa theo họ tên. Vậy lúc này chúng ta cũng quay lại cái lớp của chúng ta là lớp nào? Đào. Tìm, sửa. Còn này tìm, xóa. Được không? Thì thay vì cái tìm sửa này nè, thì mình bỏ tìm đi, để sửa thôi. Để cho nó rõ nghĩa. Ok, bên này nó sẽ lỗi và mình bỏ chỗ này. Sửa, sửa cái gì? Bên này mình sẽ viết một cái hàm là xóa public in. Xóa. Xóa cái gì? String. Tên cần xóa. Tên cần xóa bởi vì người ta xóa theo tên mà. Như vậy trước tiên mình cũng có vị trí bằng tìm theo tên. Mình tìm thử có hay không đã tính. Nếu tìm thấy, nếu vị trí mà khác trừ 1 tức là tìm thấy. Nếu tìm thấy thì làm gì? Danh sách sinh viên chấm remove index vị trí. Nếu tìm thấy thì remove tại vị trí. Rồi sau đó chúng ta else tương tự không tìm thấy sinh viên với cái tên này. Và cuối cùng return vị trí. Nếu cần thì mình lưu cái vị trí đó lại. Tìm và xóa. Bây giờ bên này sửa rồi. Xuất. Bây giờ ở đây SV down. SV down chấm xóa. Xóa cái gì? Ví dụ hồi nãy là mình có bạn Quý. Rồi mình xóa bạn Quý thử ha. Sau đó thì mình sinh viên down chấm xuất lại. Rồi trước khi xuất mình gạch qua một cái để cho nó dễ nhìn. Không tìm thấy bạn Loan. Còn dưới này nó không nói gì. Trên này thì có sinh viên 03 là Quý. Dưới này 02 đến 04. Xóa chưa? Xóa rồi. Bây giờ chỗ này mình không xóa Quý nữa. Mà mình xóa Quý Tử. Có không? Run. Nó nói gì? Không tìm thấy Loan, không xóa. Không tìm thấy Quý Tử. Xong bài. Xong bài. Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm.
Được không? Không được hả? Sao? Tóm lại, cái lớp sinh viên này từ trưa đến giờ thầy có can thiệp những gì? Thầy đã biến cái này thành private. Thầy đã thêm các phương thức là guest set. Cái này thì dễ đúng không? Biến private là mình không muốn public cái này ra ngoài, mà muốn thao tác với những cái đối tượng private bên trong, thì mình viết thêm get là lấy, set là đưa vào. Đối với lại cái này thầy chỉ viết thêm cái đó thôi. Đối với lớp sinh viên thầy không can thiệp gì thêm. Kịp cái lớp sinh viên chưa? Kịp cái lớp sinh viên chưa nè? Được không? Và chú ý, một số giảng viên thì người ta sẽ viết tất cả mọi thứ ở đây. Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm trên cái class này. Thì thay vì bạn viết ở đây, thay vì bạn viết trên cái main này nè, trên cái lớp mà main này nè, thì thầy sẽ tạo cho các bạn một cái lớp gọi là sinh viên DAO, DAO, Data Asset Object. Bạn làm quen dần với cái này thì coi như là mình tóm hết, mình gom hết mấy cái lệnh bên kia mình bỏ qua đây thôi, như nhau. Bạn viết bên kia cũng được, viết bên này cũng được, nhưng mà viết bên này nó sẽ có lợi hơn rất nhiều. Cái hàm bên kia là hàm chủ, hàm chính, thì mình để gọi thôi chứ mình không có viết code bên đó, không nên. Bên đó để mình tổ chức một cái bố cục lớn của bài toán. Tại vì sao? Sau này bạn có, ví dụ như là bạn quản lý sinh viên, quản lý điểm, quản lý giảng viên, quản lý môn học, thì ứng với mỗi cái mà thầy nói đó, bạn viết một cái lớp đối tượng là DAO. Ví dụ như bạn tạo giảng viên thì có giảng viên DAO, bạn có sinh viên thì sinh viên DAO, bạn có môn học thì môn học DAO. Tức là nó tách biệt từng phần ra như vậy. Sau này bạn có được cái idea rồi, bạn viết cực kỳ đơn giản. Kịp không? Rồi, như vậy thì mình đã có sinh viên, mình đã viết từ hôm trước, và đến hôm nay gần như không can thiệp gì. Tại vì hôm trước mình chưa có học cái mà đặc tả, cho nên là thầy vẫn để nó là default. Và hôm nay mình học đặc tả xong rồi thì chúng ta sẽ để nó là private. Và khi mình muốn dùng cái này là private mà bên ngoài mình vẫn muốn thao tác, thì bạn phải thêm get và set. Kịp chỗ này không? Chỉ có vậy thôi. Đối với lớp sinh viên. Đối với lớp DAO, bạn tạo giúp cho thầy một cái đoạn code. Chỗ này là mình sẽ gọi vòng nhập. Nhập cho đến khi trả lời bằng không thì kết thúc, tức là nhập mở tay thì nghỉ. Thì mình viết cái phương thức nhập. Và chỗ này mục đích của mình chỉ có vòng lặp thôi. Còn riêng mà nhập cho từng sinh viên thì bên lớp này mình đã viết rồi. Bên lớp sinh viên này mình viết cái hàm nhập rồi. Đây. Cho nên bên lớp trao này mình không viết gì hết, mình chỉ gọi lại sinh viên chấm nhập rồi add cái sinh viên đó vô cái danh sách hết. Được chưa? Viết theo dạng class cực kỳ thuận tiện. Bởi vì mình viết cái lớp nhập ở cái class nhập này, ở cái lớp class sinh viên này, mình viết cái phương thức nhập một lần này duy nhất. Đúng không? Còn qua đây mình chỉ gọi lại thôi, mình đâu có viết nữa, được không? Mình gọi lại thôi và mình đỏ đẩy cái danh sách đó vô, đẩy cái sinh viên đó vô cái danh sách nè. Này là mình khai báo là ArrayList nè, danh sách sinh viên là ArrayList mình mới học bữa hôm trước. Kịp không?
Đến đây kịp không? Này là review lại code thôi. Được không nào? Mình chuẩn bị một cái danh sách để lưu sinh viên. Và sau khi có danh sách sinh viên thì cái hàm này là hàm thầy chế nè. Hàm này là hàm khởi tạo, không tham số. Đúng ra là nó làm sao? Nó không có gì hết á. Nhưng mà thầy làm biến nhập quá. Thầy vô đây thì gán năm sinh viên trước. Chứ còn đúng ra nó không có gì hết nha. Được chưa? Cho nên mình tận dụng cái hàm khởi tạo để mình tạo trước năm sinh viên cho nó nhanh. Chứ mỗi lần chạy mình nhập, mỗi lần chạy mình nhập nó lâu quá. Hiểu vấn đề không? Ok. Rồi. Và cái hàm nhập của bên DAO nó khác cái hàm nhập bên sinh viên. Là cái này mình có thêm cái dòng for. Hỏi nhập bao nhiêu đứa. Nhập mỗi tay nghỉ. Hàm xuất thì bên kia xuất một sinh viên. Còn bên này mình xuất nguyên cái danh sách. Xuất nguyên danh sách bằng cách là for nguyên cái danh sách và gọi hàm xuất của từng sinh viên. Hết. Hàm xuất theo điểm min và điểm max đề yêu cầu. Theo khoảng điểm min max. Thì thay vì mình xuất nguyên danh sách thì cũng y chang for sinh viên đúng không? Thì chỗ này không cần điều kiện. Còn chỗ này mình lấy ra nếu điểm mà lớn hơn điểm min và nhỏ hơn điểm max thì mới xuất. Còn không thôi. Như vậy là mình đã có được hàm xuất nhưng mà theo min và max. Còn trên này xuất cả danh sách. Kịp không? Tìm. Tìm thì mình sẽ for y chạy từ 0 cho đến size. Tại vì sao mình không for it? À, tại vì nó dính đến cái vị trí. Mình muốn biết là mình đang tìm ở vị trí nào. Cho nên mình dùng y để mình chỉ định vị trí. Thay vì mình for it thì mình for y để cho nó chạy từ 0, 1, 2, 3 để mình biết nó là vị trí nào. Nó khác với lại trên này là for it. Nếu như sinh viên, danh sách sinh viên get in, get y, tức là sinh viên tại vị trí y, mà khi sinh viên get y thì nó trả về gì các bạn? Trả về gì đây? Trả về sinh viên. Vậy sinh viên có cái hàm get họ tên không? Có cái phương thức get họ tên không? Đây nè, mình viết đây rồi nè. Sinh viên nè. Get họ tên nè. Vậy mình lấy được cái họ tên của sinh viên thứ y thì mình có so sánh với cái họ tên mình cần tìm không? À. Nếu so sánh được, nếu đúng thì rõ ràng là mình tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi thì trả ra cái vị trí mà mình tìm thấy. Còn nếu mà for nguyên cái dòng for hết danh sách luôn mà cũng không tìm thấy ai hết thì mình trả ra cái gì? Trừ 1. Trừ 1 chúng ta gọi nó là cờ. Cờ hiệu hay còn gọi là 7. Bình thường vị trí mảng nó sẽ chạy từ 0, 1, 2, 3, 4 cho đến vô cùng. Tự nhiên nó lên thằng trừ 1. Mà thằng trừ 1 là không tồn tại trong vị trí. Cho nên rõ ràng không tìm thấy. Được chưa? Ví dụ như bạn nói là danh sách sinh viên của em là 5.000 người. Nếu em không tìm thấy thì em trả là 5.001. Được không? Được. Nhưng mà lỡ danh sách sinh viên mình nó lên 6.000 rồi sao? Hoặc là lên 5.001 thì rõ ràng đó thằng tìm thấy là 5.001 chứ sao kêu là không. Còn cái thằng âm 1 là luôn luôn không tìm thấy. Không bao giờ tồn tại.
Hiểu được 7 chưa? Hiểu được cái mà gọi là 7 chưa? Hay còn gọi là cờ. Cứ mình thấy trừ 1 là mình biết, ô, không tìm thấy. Được không nào? Rồi. Sửa. Thì khi các bạn sửa, các bạn cũng nên lưu lại vị trí là có sửa được hay không. Nếu cần thì chúng ta xài. Vậy thì trước khi sửa, bạn tìm cái. Nếu tìm thấy thì danh sách sinh viên ghét tại vị trí, xét lại cái họ tên. Còn mã số sinh viên, còn năm sinh, còn điểm thì nó là giá trị cũ, mình không đụng vào thì nó y chang giá trị cũ, không đụng gì hết. Được không? Được ha. Mình lấy cái danh sách sinh viên, mình lấy cái đứa mà tại vị trí thứ y, mình xét lại cái họ tên cho nó theo họ tên mới. Như vậy rõ ràng là mình tìm được, đúng không? Còn nếu không tìm được thì mình báo không tìm thấy. Hết cái bài sửa. Đến bài xóa tương tự. Xóa tương tự. Đưa cái tên vào muốn xóa. Tìm xem thử có hay không. Nếu vị trí khác trừ 1 thì danh sách sinh viên remove tại vị trí đó. Còn nếu không tìm thấy thì báo là không tìm thấy sinh viên này, không xóa được. Hết. Qua đến hàm main. Trong hàm main này, thực chất thì hình như cái scan này mình không xài đến thì phải. Đúng không? Scan hồi nãy mình còn ở chỗ này là bạn tìm tên gì rồi, chứ còn bây giờ làm biến đến mức mà khỏi cần nhập luôn thì không cần. Ok, để nó đi. Chỗ này mình có sinh viên. Khi mà bạn khởi tạo sinh viên down là nó đã có 5 sinh viên rồi. Ở đâu ra vậy? Ở đâu mà có sẵn 5 sinh viên vậy? Nhấn control lý chuột vô đây, nó nhảy đến nè. Đây là do mình khởi tạo. Và cái này là xạo xạo nha. Không có đâu. Bình thường là nó không có đâu. Nó vậy nè. Mà cái này là do gì? Ừ, do làm biến, chính xác. Do thầy làm biến. Ok, được chưa? Thì nó mới có đoạn code này. Được không? Còn nếu như mà nó không có đoạn code này thì mình làm gì? Mình sẽ gọi hàm nhập. Ok, như vậy chỗ này bạn có sinh viên down chấm nhập. Nhưng mà do nhập hoài mệt quá, thôi gán trước để xài cho nó nhanh. Nguyên tắc là nhập nha, không có 5 đứa kia đâu. Được không? Rồi, không cần nhập. Bây giờ xuất. Xuất trước đi ha. Xuất. Có 5 đứa rồi. Xuất. Thấy được 5 đứa chưa? Sau khi mình xuất xong thì mình sẽ ra một, xuất ra một cái gạch ngang để cho mình thấy kết quả nó khác nhau. Và mình sửa, mình tìm thử có Loan không. Và mình sửa thành Phú Hào. Xuất lại. Rõ ràng là không tìm thấy Loan, cho nên tên Phú Hào cũng không có. Bây giờ thay vì Loan, mình sửa bằng Quý. Quý. Return. Đây, Quý không báo gì hết, tức là đã sửa rồi. Đây Quý nè, là mã số 03. 03 đã sửa thành Phú Hào. Bây giờ mình xóa nha. Xóa. Mình xóa thì các bạn sẽ thử xóa giúp thầy. Xóa. Xóa tên Nam. Xóa tên Nam. Không tìm thấy Nam. Thì ở dưới này vẫn là 0, 1, 2, 3, 4. Vẫn 5 sinh viên.
Mình sẽ xóa gì nhỉ? Bảo hả? Có bảo không? Bảo. Bảo là đứa cuối cùng. Xóa xong thì còn không 1 2 3. Sinh viên thứ tư đã xóa. Được không? Dễ à? Hả? Ok, dễ mà. Ừ. Đúng rồi, đây nè. Thì cái chỗ mà hàm xóa nè, tìm được vị trí. Nếu có vị trí thì remove. Còn nếu không có vị trí thì báo cho người ta biết là không tìm thấy. Còn bạn thích thì bạn báo, bạn không thích thôi. Còn bạn không thích thì bạn bỏ cái eo này luôn. Ừ, nói vậy thôi. Rồi, ok.